à về hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện anh tải ngay áp cô hòa thân ái chào tất cả các con chào mừng các con đã đến với tiết học tiếng việt 2, bộ sách chân trời sáng tạo ngày hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài học vô cùng thú vị có tên là con suối bảng tôi để tìm hiểu xem bài học ngày hôm nay có những điều thú vị gì, cô mời các con mở vở bài tập tiếng Việt 2 và cùng theo dõi video bài giảng của cô Hoa. Trước hết, chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài tập đầu tiên. Nghe viết con suối của tôi từ đoạn suối đến xuôi dòng. Đầu tiên, các con hãy lắng nghe cô Hoa đọc mẫu. Con suối của tôi Đoạn suối chảy qua bản tôi có hai cái thác. Nước chảy khá xiết. Nước gặp những tảng đá ngầm, trồm lên thành những con sóng bạc đầu. Hết đoạn thác lại đến vực. Vực khá sâu, nước lững thững như kẻ nhàn rỗi dạo xuôi dòng. Trong bài này có một số từ khó như Đoạn suối Xiết đá ngầm, trồm lên, lững thững và nhàn rỗi. Các con lưu ý viết đúng chính tả một số từ khó trên nhé. Bây giờ các con hãy dừng video lại và viết bài thật sạch sẽ và đẹp giúp cô Hoa. Sau khi viết xong, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Viết từ ngữ chứa tiếng có vần eo hoặc vần oe gọi tên từng sự vật, hoạt động dưới đây trong bài tập này nhiệm vụ của các con là hãy quan sát vào năm bức tranh ở trên màn hình sau đó các con hãy tìm từ ngữ phù hợp với các bức tranh và lưu ý từ ngữ đó phải chứa tiếng có phần eo hoặc phần oe bây giờ chúng mình hãy cùng với cô hoa đi phân tích từng bức tranh một nhé chúng ta hãy quan sát vào bức tranh đầu tiên à Bức tranh đầu tiên là một món ăn rất là ngon. Có bạn nào đoán được đó là món gì không? Các con rất là giỏi. Đó là món bánh xèo. Có tiếng xèo chứa phần eo. Bức tranh số 2. À, bức tranh số 2 là một điệu múa của dân tộc Thái. Bạn nào giỏi có thể cho cô Hòa biết. Đó là điệu múa gì? Chính xác, đó là điệu múa xòe, có tiếng xòe, tiếng xòe chứa vần oe. Tiếp theo, bức tranh số 3, các con hãy quan sát vào bức tranh và chú ý vào hoạt động của hai bạn nhỏ và cho cô biết từ ngữ chị và cho cô biết từ ngữ thích hợp ở đây là gì. Cô khen các con đã có câu trả lời chính xác, đó là chèo thuyền. Bức tranh số 4 Có hai bạn nhỏ đang chơi một hoạt động vô cùng vui nhộn. Có bạn nào biết hoạt động đó là gì không? Chính xác, đó là cà kheo. Hai bạn nhỏ đang đi cà kheo rất là vui. Trong cà kheo có tiếng kheo chứa phần eo. Và bức tranh cuối cùng là một và bức tranh cuối cùng có một loài chim. Bạn nào thử đoán cho cô từ ngữ chỉ Bạn nào thử đoán cho cô từ ngữ tương ứng với bức tranh mà lại có tiếng chứa vần eo hoặc vần oe nào? À, đúng rồi, đó là chim chích chòe. Cô khen các con đã hoàn thành tốt bài tập số 2. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo viết từ ngữ gọi tên từng sự vật dưới đây chứa tiếng có a vần yêu hoặc ưu b vần ui hoặc ui trong bài tập này nhiệm vụ của các con là hãy quan sát vào các bức tranh sau đó tìm từ ngữ gọi tên với từng sự vật tương ứng và lưu ý rằng các từ ngữ đó phải chứa tiếng có vần yêu này vần ưu này vần ui này hoặc là vần ui các con đã nắm rõ nhiệm vụ của mình chưa nào bây giờ chúng mình hãy cùng cô hoa thực hiện lần lượt các nhiệm vụ nhé đầu tiên ở ý a các con hãy tìm các từ ngữ chứa vần yêu hoặc vần ưu chúng mình hãy quan sát vào bức tranh đầu tiên đây là một loài động vật bạn nào giỏi có thể cho cô hoa biết loài động vật ở đây là gì các con rất là giỏi, loài động vật ở đây chính là loài hươu sao. Vậy cô có từ ngữ là hươu sao. Hươu sao có tiếng hươu chứa vần ưu. Tiếp theo, chúng mình hãy quan sát vào bức tranh số 2. Bạn nào có thể cho cô Hoa biết trong bức tranh số 2 chỉ tên loài động vật nào? cô hòa gợi ý nhé đây chính là loài chim to nhất trên thế giới đấy có bạn nào đã đoán được từ ngữ gọi tên loài động vật này chưa đúng rồi các con rất là giỏi đó là loài đà điểu và bức tranh cuối cùng các con hãy quan sát và cho cô hòa biết đó là loài vật gì cô hòa gợi ý đây là một loài động vật sống ở dưới nước các con rất là giỏi, đó là ốc bươu. Ốc bươu có tiếng bươu, chứa phần ưu. Tiếp theo, chúng mình cùng nhau chuyển sang ý B. Viết từ ngữ gọi tên từng sự vật, chứa tiếng có phần ui hoặc phần ui. Bây giờ, chúng mình hãy cùng quan sát vào bức tranh đầu tiên. Bạn nào giỏi có thể cho cô Hòa biết, trong bức tranh có gì? À, các con rất là giỏi. Trong bức tranh vẽ một buồng chuối đúng không? Vậy chúng mình có từ ngữ gọi tên sự vật ở đây là gì nhỉ? Chính xác, đó là buồng chuối. Có tiếng chuối chứa phần uôi. Tiếp theo, ở bức tranh số 2. Bạn nào có thể cho cô biết từ ngữ gọi tên sự vật trong bức tranh số 2 là gì nào? Chính xác, đó chính là Ngọn núi có tiếng núi chứa phần ui. Và bức tranh cuối cùng, các con hãy quan sát thật là kỹ và cho cô Hoa biết trong bức tranh vẽ gì? À, chính xác. Bức tranh vẽ một ruộng muối. Vậy cô Hoa sẽ có từ ngữ gọi tên sự vật ở đây là ruộng muối có tiếng muối chứa phần ui. Cô khen các con đã hoàn thành tốt bài tập số 3. Bây giờ chúng mình sách cùng nhau chuyển sang bài tập số 4. Nối lời giải nghĩa phù hợp với mỗi từ. Vườn, sân, hiên, khoảng đất trống bằng phẳng thường ở ngay trước cửa nhà, phần nền trước cửa hoặc xung quanh nhà thường có mái che, khu đất thường ở sát cạnh nhà được rào kín xung quanh để trồng cây. À, trong bài tập này có hai cột. Cột thứ nhất có các từ, cột thứ hai là các lời giải nghĩa. Nhiệm vụ của các con là hãy nối từ với lời giải nghĩa phù hợp. Bây giờ, chúng mình hãy dừng video lại để có thể nối lời giải nghĩa phù hợp với mỗi từ nhé. Bây giờ, cô mời các con quan sát lên màn hình để cùng cô hoa đi phân tích từng ý một đầu tiên cô có từ vườn bạn nào giỏi có thể cho cô hoa biết chúng mình sẽ nối vườn với nghĩa nào à đúng rồi chúng mình sẽ nối vườn với nghĩa khu đất thường ở sát cạnh nhà được rào kín xung quanh để trồng cây chúng mình có từ khóa là trồng cây Tiếp theo, đối với từ sân, bạn nào có thể cho cô Hoa biết, sân được định nghĩa như thế nào? À, các con rất là giỏi. Sân chính là khoảng đất trống, bằng phẳng, thường ở ngay trước cửa nhà. Và chắc chắn rồi, từ còn lại đó là hiên, chính là phần nền trước cửa hoặc xung quanh nhà, thường có mái che. Cô Hoa khen bạn nào có kết quả giống với đáp án trên màn hình của cô Hoa. Bây giờ chúng mình hãy cùng xem điều thú vị gì đang chờ đón chúng ta ở bài tập số 5 nhé. Viết 2 đến 3 từ ngữ chỉ nơi thân quen với em. À, rất dễ thôi. Trong bài tập này, các con hãy tìm ra các từ ngữ chỉ nơi thân quen với mình, sau đó hãy viết 2 đến 3 từ ngữ vào vở bài tập. Trên màn hình chính là gợi ý của cô Hoa. Cô Hoa có các từ ngữ thân quen như sau. Trường học và vườn nhà. Ngoài các từ ngữ của cô Hoa ra, bạn nào còn có các từ ngữ khác, hãy chia sẻ cho cô Hoa và mọi người được biết. Mình hãy cùng nhau chuyển sang bài tập số 6. Chọn từ ngữ trong khung rồi điến vào chỗ trống. Các con hãy đọc to giúp cô Hoa các từ ngữ ở trong khung nào. Chính xác, cô khen các con đó chính là thèm, nhà, gian nhà và vườn. Trong bài tập này có bốn chỗ trống cần điền. Nhiệm vụ của các con là hãy chọn các từ ngũ trong khung rồi điền vào chỗ trống. Bây giờ chúng mình hãy cùng với cô Hoa đi điền lần lượt từng chỗ trống nhé. Chỗ trống đầu tiên, thành bước lên chấm chấm chấm, nhìn vào trong nhà. Theo các con, thành bước lên đâu và nhìn vào trong nhà chính xác thành bước lên thềm nhìn vào trong nhà cô khen các con tiếp theo ở chỗ trống thứ hai cảnh tượng chấm 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 cũ không có gì thay đổi à theo các con cảnh tượng gì cũ không có gì thay đổi nhỉ chính xác đó là cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi Tức là cảnh tượng gian nhà cũ vẫn như thế đúng không nào? Và chỗ trống tiếp theo. Nghe tiếng thanh, bà chống gậy trúc, đi từ ngoài, chấm 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 vào. Cô đố các con điến được từ ngữ thích hợp vào chỗ trống. Đúng rồi, đó là từ vườn. Nghe tiếng thanh, bà chống gậy trúc, đi từ ngoài vườn vào và chỗ trống cuối cùng chắc chắn rồi đó là từ nhà đi vào trong nhà kẻo nắng cháu bây giờ các bạn hãy lắng nghe cô hoa đọc lại thanh bước lên thềm nhìn vào trong nhà cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi nghe tiếng thanh bà trống gậy trúc đi từ ngoài vườn vào bà nhìn thanh âu yếm Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu. Cô khen các con đã hoàn thành tốt bài tập số 6. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 7. Viết 4 đến 5 câu về việc nạn tò hè của bác Huấn. Trong bài tập này, chúng mình hãy suy nghĩ và viết cho cô Hoa 4 đến 5 câu về công việc nạn tò hè của bác Huấn. Trên đây là bài làm của cô Hoa, cùng mời các con cùng tham khảo. Bác Huấn, hàng xóm nhà em làm nghề nặn tò he. Đầu tiên, bác nhuộm màu cho từng vắt bột. Khi bột thấm đều, bác khéo léo tạo hình. Từ những vắt bột, bác Huấn tạo ra bao nhiêu hình ngộ nghĩnh, nào là con lợn, con trâu, những bông hoa chúm chím sắc màu, cả thế giới như ở trong tay bác Huấn vậy. Trong bài làm này, đầu tiên cô Hoa sẽ giới thiệu về công việc của bác Huấn, tiếp theo là trình tự của việc nạn tò he và cuối cùng là kết quả của việc nạn tò he. Tương tự như thế, các con hoàn toàn có thể viết được 4 đến 5 câu về việc nạn tò he của bác Huấn. Cô Hoa tin rằng các con sẽ có những bài làm thật là hay và phong phú. Trước khi kết thúc bài giảng ngày hôm nay, cô mới các con cùng thực hiện bài tập số 8. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một chuyện về nơi thân quen và gắn bó. Trong đó có các thông tin như sau, tên chuyện, nhân vật, lời nói và việc làm. Sau đây, cô Hoa sẽ chia sẻ cho các con một câu chuyện đó là chuyện một khu rừng nhỏ trong chuyện có các nhân vật đó là thu và lời nói đó chính là ông ơi đúng là có chú chim vừa đỗ ở đây bắt sâu và hót nữa ông nhỉ việc làm đó chính là nghe ông giảng về rừng cây các con còn có những chuyện nào hay về nơi thân quen và gắn bó, hãy chia sẻ cho cô và mọi người được biết nhé. Bây giờ, bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe vào video bài giảng của cô Hoa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt